Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích. Chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tập 1. Viết, trang 21, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo. Đề bài, viết bài văn kể sáng tạo câu chuyện thanh âm của gió hoặc cánh đồng hoa. Bài làm. Cô giáo có dàn ý thứ nhất, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo bài thanh âm của gió. 1. Mở bài. Giới thiệu, em là nhân vật bóng trong câu chuyện thanh âm của gió. Tác giả Văn Thành Lê. 2. Thân bài. Kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian, bổ sung chi tiết sáng tạo. Ý thứ nhất, kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian. Ngày nào chúng em đi chăn trâu cũng qua con suối nhỏ, thỉnh thoảng gió lại vút qua tai chúng em như đùa nghịch. Khi trâu no cỏ, chúng em vui chơi ở trên cánh đồng cỏ bên bờ suối. Hôm nay, em phát hiện ra trò chơi nghe tiếng gió nói chuyện bằng cách úp mở lòng bàn tay vào tai liên tiếp. Chúng em nghe tiếng gió lạ lắm, mỗi đứa nghe thấy một âm thanh khác nhau. Các bạn chơi vui đến quên cả giờ về, khi nhận ra thì trời đã muộn. Nên đều vội vàng trở về nhà. Tối đó, trong bữa cơm, em hào hứng kể cho bố mẹ nghe về trò chơi mà mình phát hiện. Thứ hai, bổ sung chi tiết sáng tạo. Gió đưa chúng em đến một vùng đất trôi nổi trên mây, nơi có những ngôi nhà làm bằng kẹo bông và những con ngựa làm bằng mây trắng. Nơi đó có những loài hoa biết nói, những con vật thần kỳ. Chúng gặp gỡ những người bạn mới và khám phá những điều kỳ lạ. Gió, thay vì chỉ là một hiện tượng tự nhiên, gió được nhân hóa thành một cô tiên nghịch ngợm, thích trêu đùa các bạn nhỏ. 3. Kết bài. Tình cảm, cảm xúc của em dành cho câu chuyện vừa kể. Từ hôm đó, mỗi khi nghe tiếng gió, em lại nhớ đến buổi chiều đầy ắp tiếng cười cùng những câu chuyện kỳ diệu. Dàn ý thứ hai, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo, bài Cánh đồng hoa. 1. Mở bài. Giới thiệu về câu chuyện mà em muốn kể sáng tạo, Cánh đồng hoa. Giới thiệu em là nhân vật Gia Ca trong câu chuyện. Tác giả Lê Anh Vinh, Bùi Thị Diện. 2. Thân bài. Kể lại lần lượt các sự việc trong câu chuyện Cánh đồng hoa, bổ sung chi tiết sáng tạo. Ý thứ nhất, kể lại lần lượt các sự việc trong câu chuyện Cánh đồng hoa. Nhóm bạn Gia Ca, Mư Hoa, Gia Pro và Mư Nhơ thường cùng vui chơi ở cánh đồng cỏ. Cánh đồng cỏ xuất hiện bãi rác, hôi thối nên không thể vui chơi ở đó. Các bạn nhỏ tìm cách cứu đồng cỏ bằng cách trồng hoa ở đó. Cô chú trong làng cùng các bạn nhỏ chung tay dọn rác, trồng hoa trên đồng cỏ. Sau 3 tháng, đồng cỏ phát triển tươi tốt, nở hoa rực. Ý thứ hai, bổ sung các chi tiết sáng tạo. Sáng tạo thêm chi tiết, miêu tả sự xấu xí, nguy hại của bãi rác. Dù không trông thấy, bãi rác đã bốc mùi khó chịu. Mọi khi, chim bướm thường bay tới đây rất nhiều cùng chúng em. Vậy nhưng vì mùi của bãi rác, nay chim bướm cũng không còn tới nhiều nữa. Sáng tạo thêm kết thúc cho câu chuyện. Các bạn nhỏ được khen thưởng, tặng giấy khen vì hành động của mình. 3. Kết bài. Nêu suy nghĩ, cảm xúc của em dành cho câu chuyện. Cánh đồng hoa thực sự được trả lại vẻ đẹp vốn có, nay còn đẹp hơn, lộng lẫy hơn bao giờ hết. Các dàn ý. Viết bài văn kể sáng tạo
Câu chuyện âm thanh của gió hoặc cánh đồng hoa đến đây là hết rồi.